Tô giật xuyên việt đến linh khí khôi phục, mỗi người đều có thể tu luyện công pháp, đạt được cường đại vũ lực thế giới. Công pháp quy lực càng lớn, thời gian tu luyện càng dài. Hắn kích hoạt có thể gia tốc công pháp tu hành hệ thống, bắt đầu mở khóa gấp trăm lần gia tốc. Tiên thiên đồng tử công, phải một trăm tháng mới có thể tu luyện tới võ giả. Tăng tốc thêm vào chồng lên gấp trăm lần, hai mươi ngày là xong. Nhất khí hóa tam thanh rất khó, ngươi ngàn vạn năm cũng không tu thành. Tôi cũng cảm thấy, tăng tốc ngàn vạn lần cũng tốn thời gian của tôi suốt hai năm rưỡi. Từ đó, thế giới lưu truyền yêu nghiệt Tô Giật tên. Ông Nhu Hoa Khôi Trường. Tô Giật thật đáng ghét, mỗi ngày để cho ta hát chinh phục, cho ta uống sữa bò. Thánh tử thánh địa bị bắt làm tù binh. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cái gì? Ngươi chỉ cần công pháp độc môn của thánh địa chúng ta nói trước đi, ngươi không thể nói là ta cho ngươi. Mộ bất thế xuất lão quái vật. Ta tìm hiểu ngàn vạn năm mới lĩnh ngộ đại đạo công pháp, hắn vài năm liền viên mãn. Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Chương 1 Lựa chọn tiên thiên đồng tử công, làm cả một đời đồng tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Một trăm cái nguyệt vậy ta gấp trăm lần gia tốc đâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Một đêm bảy lần, đến cùng có mạnh hay không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hắn như thế nào nhẹ nhàng như vậy đánh ra 5.000 cân sức mạnh? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ngẫu nhiên gặp Lưu Nguyên Hồng Còn dám khi dễ tiểu hài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bên ngoài thành có yêu thú Vậy ta không đi ra ngoài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 tiên thiên đồng tử công chỗ đặc thù. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Còn có thể điệp gia gia tốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 khinh thường, mua đắt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ngoài định mức gia tốc 1.000 lần, yêu thú vào thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.